Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục đến với con game Cowin anh em nhé. Thì số vốn ngày hôm nay mình có là 2M, được chưa ạ? Và hôm nay thì mình sẽ vào chơi cái con game siêu xe nha anh em nhé. Đấy, chơi con game chơi siêu xe. Nói chung là với số vốn 2M này thì hôm nay mình sẽ chơi siêu xe như thế nào để cho nó ok và cũng như là nó ngon nhất nha anh em nhé. Đấy, nói chung là cái điều đầu tiên mình nghĩ là không có cái thủ thuật nào hay là cái phương pháp nào nó có thể là ngon hơn cái việc ăn non đâu anh em ạ. Và ăn non ấy thì nó sẽ là cái gì đấy nó luôn luôn là nó bất tử rồi anh em ạ. Đấy, ăn non là cái gì đấy nó bất tử rồi. Nên là anh em sẽ chú ý mình nhá. Đấy. Mình chơi ấy thì đa phần là nếu như mà mình chơi ăn non, đúng không? Mình chơi ăn non thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà ăn non ấy thì anh em nào đánh thì cũng đều sẽ tham cả thôi anh em ạ. Anh em nào đánh thì anh em cũng sẽ đều sẽ tham thôi. Không không ai là không tham cả. Đấy. Thế nên là gì? Đối với mọi cái cách chơi thì mình chơi thì mình sẽ nên biết chọn một cái điểm dừng nhá. Đấy, mình sẽ đánh theo cái phương pháp là đánh theo bốn cửa, được chưa? Đấy, đánh theo bốn cửa là mình sẽ đánh như kiểu này này. Đấy, mình sẽ đánh theo kiểu là các ô là từ 1, 2, 3, 4. Và mình sẽ bỏ lần lượt các ô từ 1 đến 4 nha. Đấy, mình sẽ vẫn bỏ lần lượt các ô từ 1 đến 4. Nhưng mà mình chơi thì mình sẽ chơi với cái số vốn lớn này anh em. Thì mình sẽ cần cẩn thận hơn rất là nhiều. Đấy, thì mình sẽ bỏ từng cứ cách một ván thì mình sẽ đánh một tay, cách một ván thì mình sẽ đánh một tay. Để làm gì anh em? Để cho nó an toàn hơn anh em. Đấy, chứ sao nữa anh em. Đấy, căn bản là gì? Ví dụ như mình đánh ấy, thì nên tập trung là sẽ vào cái chỗ là đánh làm sao để cho game nó không soi được mình. Đấy, đánh làm sao để game nó không soi được mình. Cái đấy là cái yếu tố đầu tiên để giúp là gì? Anh em sẽ luôn luôn anh em chiến thắng được. Đấy, anh em nhá. Nên là chú ý là đừng có bao giờ là kiểu như là cứ ham là quánh ham là đánh ví dụ như kiểu là 10 tay đúng không ạ thì mình thắng cả 10 hay là mình x 5 x 10 vốn thì không có đâu anh em ạ. Cùng lắm là mình sẽ x 2 vốn thôi hoặc là x 3 vốn là căng đét rồi. Đấy, để xem hôm nay sẽ x 2 vốn kiểu gì đây. X 2 vốn kiểu gì đây? Mình sẽ vừa đánh vừa cân bằng cái tỷ lệ thắng thua nha anh em nhá. Mình sẽ vừa đánh vừa cân bằng tỷ lệ thắng thua nha. Cứ đánh hai ván thắng thì mình sẽ đánh một ván thua. Nếu mà về được con BM đúp thì ui rồi ôi thế mà cũng thắng được kìa anh em. Trời ơi. Đấy, ok nhá, mình sẽ nói chung là mình sẽ cân bằng cái tỷ lệ thắng thua làm sao cho nó hợp lý thôi. Đấy, ví dụ như 10k. Đánh đúng 10 10k thôi. 16k đi. 16k để đánh con siêu xe ấy. Đánh con siêu xe thì nó sẽ ít 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 trúng hơn để mình cân bằng tỷ lệ thắng thua. Cứ thắng 3 tay thì gãy một tay đi. Đấy, cứ thắng 3 tay gãy một tay đi anh em. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ lại quay về đánh tiếp theo cái thủ thuật. Thì mình đánh bỏ được hai ván rồi đúng không ạ? Bây giờ thì đến con Wolf Spogen. Chính xác là bây giờ đến con Wolf Spogen thì mình sẽ bỏ con Wolf Spogen đi. Đánh từ từ thôi nha anh em nhá. Vẫn đánh theo cách này và đánh từ từ thôi. Để xem là lên nếu như mà hôm nay lên được 5M thì là đẹp nhất. Nếu hôm nay lên được 5M thì là đẹp nhất anh em ạ. Trời ơi. Sợ thật sự luôn. Đấy. Ví dụ như mình lãi càng nhiều về sau ấy thì mình nên đánh đánh kiểu như là mình đánh dè chừng để cân bằng tỷ lệ thắng thua nha anh em nhá. Lần này sẽ đánh mấy con X20 với lại X30 đi. Đánh con X20, X30 đi. Nếu mà về thì lại thơm. Về được X20 với X30 thì lại thơm anh em ạ. Ok, nó về X10 rồi anh em ơi. Nó về X10 rồi. Đấy. Mấy cái ván đánh nhỏ nhỏ này thì mình không quan trọng nhá. Mấy cái đánh ván đánh nhỏ nhỏ này thì mình không quan trọng. Đấy, ví dụ như mình thắng được thì lại càng tốt. Nếu mà không thắng được cũng chả sao cả. Đấy, nói chung là mình anh em đánh ấy, thì cái mẹo đánh của mình là không bao giờ để cho mình ăn thông liên tiếp, ăn thông nhiều làm gì anh em ạ. Không bao giờ ăn thông liên tiếp ăn thông nhiều làm gì. Cái mẹo này đánh rất là hay luôn. Thậm chí bây giờ anh em x2 vốn anh em hoàn toàn anh em có thể nghỉ được anh em ạ. Đấy, thậm chí bây giờ anh em x2 vốn anh em hoàn toàn nghỉ được. Đó, lúc đấy thì mình lúc nãy thì bỏ con vua Spore gần rồi. Tầm này thì sẽ bỏ con Mazda nha anh em nhé. Đấy, tầm này thì sẽ bỏ con Mazda. Ván đánh hết một vòng đi. Bỏ con Mazda thì nó sẽ hợp lý nhất. Cứ cách ra hai ba tay thì mình sẽ đánh theo thủ thuật, cách theo hai ba tay mình sẽ đánh theo thủ thuật. Nhưng mà anh em chú ý là mình vẫn là quan sát cầu nha, mình vẫn là quan sát cầu nha anh em nhé.
Ok, lên được 5M chưa ta? Rồi, cũng suýt sao 5M rồi anh em ơi. Suýt sao 5M rồi. Đấy, nói chung là đánh theo công thức này vẫn là ngon nhất anh em nhá. Mình đánh ấy thì đa phần là mình dựa theo một cái mẹo thôi, và đánh ván tay đánh tay bùa. Tại vì sao? Mình xác định là ví dụ như mình đánh to ấy thì mình nên là cẩn thận. Đấy, mình đánh to thì mình nên là cẩn thận anh em ạ. Tiếp tục về con vua Spogon này. Còn thiếu là khoảng 50k nữa đúng không ạ? Còn thiếu khoảng 50k nữa thì thiếu khoảng 50k vua Spogon thì sẽ bỏ tiếp con Mazda đi. Lần này thì mình sẽ đánh nhỏ xuống anh em ạ. Em biết vì sao không ạ? Là mình sẽ kiếm đủ thêm khoảng tầm 50k nữa thôi. Anh em chú ý nhá, nếu mà anh em đánh theo một cái mẹo ấy thì nếu mà anh em đánh đánh ăn non một hai tay ấy thì anh em có thể áp dụng được. Đấy. Nhưng mà áp dụng nghĩa là anh em áp dụng đánh liên tục được ấy, nhưng mà nếu mà anh em đánh lâu dài hoặc là anh em muốn đánh theo kiểu là mình thắng lâu dài và thắng đậm ấy thì mình không nên là mình đánh liên tiếp. Đấy, mình không nên là mình đánh liên tiếp đâu anh em ạ. Đánh liên tiếp thì nó khó. Tại vì đánh liên tiếp ấy, nếu mà áp dụng kiểu như ngày trước thì người ta ít người người ta biết về cái mẹo ăn non đúng không? Thì mình đánh thì game nó có thể không phát hiện hoặc là nó không để ý. Nhưng mà bây giờ ấy mà nhiều người người ta biết về cái mẹo ăn non rồi, mà mình cứ đánh theo cái mẹo ăn non liên tục, đánh theo cái mẹo ăn non liên tiếp thì rất dễ là game nó sẽ soi được anh em nhá. Đấy, thấy về siêu xe nhiều đúng không? Lần này thì mình sẽ đánh ngược lại đi. Mình sẽ đánh vào những cái con siêu xe như này. Mình sẽ đánh vào ba cả bốn con siêu xe luôn nha. Biết đâu ván này đánh với siêu xe lại 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 ăn thì sao? Biết đâu đánh ván này là siêu xe lại sẽ ăn thì sao? Về X30 lại thơm quá. Ôi giời ơi, về X40 thật anh em ạ, về X40 thật có 120k này không ít đâu em nha. Mình mà đánh 10 20k là mình có 4 400k đấy anh em ạ. Mình đánh 10 20k là có 400k đấy, không đơn giản đâu. Ok, lại đánh thêm 4 con siêu xe nữa này. Rồi, tí nữa lại siêu xe nữa nha. Thôi được rồi, có lẽ là mình sẽ dừng ở đây thôi anh em ơi. Chốt lên 5M là mình nghỉ thôi anh em. Đấy, chốt lên 5M là mình sẽ nghỉ thôi nhá. Đấy thì cái cách đánh theo cái mẹo ấy thì anh em đừng đánh liên tục, là 100% là anh em sẽ thắng được nhá. Rồi thì cái clip này thì mình sẽ dừng ở đây thôi anh em nhá. Thì đây là cái cách mà mình thường xuyên là mình áp dụng thủ thuật chơi siêu xe, chơi theo đúng cái mẹo mà mình từng hướng dẫn cho anh em ấy, nhưng mà nó lại dễ hơn nhiều đấy chứ. Rồi thì cái clip này thì mình sẽ dừng ở đây thôi anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái clip tiếp theo của mình.